Anh chị và các bạn thân mến, trên màn hình anh chị và các bạn là anh chị và các bạn đang nhìn thấy cái biểu đồ của USD Index, tức là đồng đô la, chỉ số của đồng đô la. Thì nhìn vào cái chỉ số của đồng đô la như thế này thì nhiều anh chị và các bạn sẽ hay nghĩ tới cái câu chuyện đó là sử dụng cái sức mạnh của chỉ số đồng đô la để làm cái gì. Và thắng trong ít ngày gần đây thì thấy rất là nhiều anh chị và các bạn sử dụng cái giải pháp đó là sử dụng cái sức mạnh của đồng đô để mà phân tích cái giá vàng cũng như là dự báo cái giá vàng. Thì chúng ta dựa trên cái gọi là cái giả thuyết rằng là vàng là một nguyên tố hóa học và nó được coi là một loại tiền và không thay đổi, nó là một hằng số không thay đổi, nó được quy đổi ra đô. Do đó thì đồng đô tăng hay giảm, mạnh hay yếu thì nó sẽ ra cái giá trị của vàng. Còn vàng thì không có thay đổi gì cả, nó vẫn chỉ là vàng thôi, nó là mẹ của các loại tiền tệ. Nên trên cái nền tảng đó thì rất nhiều anh chị và các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ phân tích theo hướng, tức là vàng nó là cố định và chúng ta chỉ còn việc của chúng ta chỉ là phân tích cái đồng đô la index thôi. Nhưng thưa anh chị và các bạn là trong một vài thời điểm là nó không đúng. Tôi lấy ví dụ như anh chị và các bạn để ý kỹ này. Chúng ta thì không lạ gì câu chuyện giá vàng tăng từ năm 2000 đến năm 2011 thì cái đồng đô la index là nó giảm. Đây. Này là nó đúng, nó giảm đến năm 2008 và nó tăng lại, sau đấy nó lại giảm tiếp đến năm 2011 luôn. Thì cái đường màu đen mà Thắng vừa kẽ trên màn hình anh chị và các bạn đã thấy. Để một cái màu sáng hơn là màu xanh đi. Đó thì anh chị và các bạn thấy thì cái đoạn này là cái đoạn mà gọi là cái gì ạ? Cái đoạn này gọi là đô la index, đô la hay còn dùng là USD index, nó giảm. Thì cái gì ạ? Thì vàng nó tăng. Vàng tăng chẳng qua là do đô USD index giảm thôi, chứ còn vàng thì không thay đổi. Vàng được quy đổi ra đô, nên là đô giảm thì vàng nó tăng. Còn cái đoạn mà đô la index tăng thì gì ạ? Thì đây Thắng để một cái màu là màu đỏ đi cho anh chị bạn dễ nhìn thấy. Khi đô la index tăng trong cái giai đoạn từ khoảng tháng 7 năm 2011 đến khoảng tháng 1 tháng 11 năm 2016, nhưng mà nếu tính đúng đỉnh của nó thì là khoảng mùng 2 tháng 3 năm 2015, và chúng ta có thể tính xem là đầu năm 2016, thì chúng ta thấy là đô la index tăng, tức là USD index là tăng. Đấy, tăng thì vàng nó giảm. Đấy, đơn giản thế thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể view cái biểu đồ vàng để anh chị bạn thấy được cái câu chuyện như này luôn, không hề sai một chút nào luôn. Anh chị các bạn có thể xem lại các cái biểu đồ vàng. Đây, Thắng xem luôn cho anh chị các bạn, đang copy một cái file như thế này sang bên cạnh đây. Rồi, Thắng sẽ mở biểu đồ vàng cho anh chị bạn thấy luôn là nó tương tự như thế. Nên mình nói rằng là cái mà những người, cái thứ mà người ta suy luận là đúng chứ không phải sai. Phương pháp người ta phân tích như vậy là đúng, tức là chúng ta chỉ sử dụng là sức mạnh của đồng đô thôi là nó đã là gần như là đã ra mọi thứ rồi. Nhưng anh chị và các bạn lưu ý là đây là đô la index, mà chúng ta trước khi mà chúng ta hiểu về đô la index á, thì chúng ta phải biết tức là trước khi chúng ta xem sức mạnh đồng đô trên cái chỉ số đô la index á, thì chúng ta phải xem là đô la index là gì rồi chúng ta sẽ phân tích tiếp. Thì trước khi nói về câu chuyện đó thì Thắng nói cho anh chị thấy là các bạn thấy trên màn hình luôn, để anh chị và các bạn khỏi mất công gọi là băn khoăn là tại sao. Đây thì chúng ta thấy hết rồi mà, lâu nay chúng ta vẫn nói mà. Đây, từ 2000 đến 2011 thì giá vàng tăng, và chúng ta view một cái đơn giản là đây, nhìn lại đi anh chị và bạn, USD index giảm. Đây, Thắng viết lại cái này cho nó bằng tiếng Việt luôn. USD index là giảm thì vàng tăng. Thì về cơ bản đây là vàng tăng là do đô nó giảm giá thôi, không có gì hết á. Đồng đô nó giảm giá thôi. Thì cái đó là nó đúng hoàn toàn, không hề sai luôn. Và khi mà USD index tăng thì vàng nó giảm. Và ngược lại, đây là cái giai đoạn 95 đến năm 2000 ấy, nên chúng ta xem nó có đúng không. Thì chúng ta mới thấy được rằng là có lúc nó đúng, có những lúc nó chưa hoàn toàn đúng. Đây, cái đoạn này có phải là vàng nó giảm không? Chúng ta ấn vào đây xem nha. Đây thì cái giai đoạn đó là vàng nó giảm đúng thật, từ năm 95 năm 95 đây từ năm 95 đây 94 đây 95 đấy,
vàng nó giảm, đúng chưa? Oh sorry anh chị bạn, đây đúng chưa, nhìn thấy chưa? Rồi sau đó từ năm 2001 thì vàng nó giảm, thì đô la index gì ạ? Đô la index tăng, đúng không? Rồi nhưng tại sao cái đoạn này thì nó đang bị lung tung phèng, khi cái đoạn này đây này, nghi cái đoạn này nó giảm xuống thì vàng tăng là đúng. Đây cái đoạn này nó giảm xuống, đoạn này là ta căn này, từ khoảng tầm là ta lấy trung bình thôi, là đầu năm 2016 đến đoạn đầu năm 2018 thì đô la index giảm giá thật và vàng nó tăng. Đây đô la index giảm giá thật và vàng nó tăng đầu năm 2016 đây. Đô la index giảm thật và vàng nó tăng. Đó, vàng nó tăng. Nhưng mà vấn đề ở đây á, là đặt ra câu hỏi tiếp theo là vậy tại sao khi đô la index tăng lại, vàng nó lại vững vấn tăng mà nó không chịu giảm? Đấy, câu hỏi này là câu hỏi khó này. Đấy, đô la index tăng, màu này là màu khác biệt này. Đấy, đô la index tăng. Đấy, tăng trong cái đoạn này. Đây, đặt ra một câu hỏi là tại sao chỗ này đô la index tăng? Đấy, USD index tăng mà vàng nó cũng tăng. Đấy, ta phải đặt ra câu hỏi như thế để cho nó đau đầu một tí. Đấy, thực tế là nó như vậy. Cái đoạn từ khoảng tầm tháng 6 năm 2018 đến khoảng tháng 2 năm 2020 thì vàng nó vẫn tăng. Đấy, vàng nó vẫn tiếp tục tăng này. Đó, hay không? Rồi, tiếp tục ta lại đặt ra câu hỏi tiếp theo. Đấy, là tại sao cái đoạn hiện nay vàng nó đô la index giảm? Đấy, chúng ta thấy ta mới có lúc đúng lúc sai thì ta mới nói. Đây, đô la index giảm, đang giảm đây. Vàng nó lại cũng giảm, nó cũng không tăng mấy. Nó đang có cái dấu hiệu của chuyện chứng lại. Nếu mới video tuần anh chị và bạn thấy rõ hơn, nó đang có dấu hiệu chứng lại. Thì câu trả lời là như thế nào? Câu trả lời như thế nào trong cái việc hiện nay? Đây, nó đang giảm lại đây. Đúng chưa? Rồi, anh chị và bạn thấy nó đang giảm lại đây. Thì nhiều cái vấn đề hiện nay, đây là tính theo thợ, tính theo măn là tháng rồi đó. Đó. Hiện nay đô la index đang giảm mà vàng nó lại cũng không tăng mấy. Đó, thì chúng ta phải quay lại với câu chuyện như này. Chúng ta phải làm rõ những vấn đề này mang tính chất gọi là lịch sử thì chúng ta mới nhìn thấy và nhìn nhận thấy được vấn đề. Chứ còn nếu mà chỉ nói khơi khơi không cho anh chị các bạn thấy thì anh chị các bạn sẽ không nhìn ra được vấn đề. Đây, đầu tiên chúng ta phải nhìn là đô la index là cái gì đã. Thì chúng ta nhìn trên cái màn hình Thắng để cho anh chị các bạn thấy. Đó chính là bản dịch tiếng Việt trên Wikipedia luôn. Anh chị các bạn thấy trên Wikipedia không ạ? Rồi, anh chị bạn thấy trên Wikipedia không ạ? Thấy rồi đúng không? Thì các chỉ số đô la index là đô la US hay mà chúng ta vừa xem trên màn hình đấy. Đây này. Đó, đô la US là DX đấy, là đô la index. Đô la index là chỉ số hoặc biện pháp giá trị của đồng đô la Mỹ so với một rổ các ngoại tệ, thường được gọi là một rổ tiền tệ đối tác thương mại của Mỹ. Chỉ số đi lên khi đồng đô la Mỹ sức mạnh giá trị khi so sánh với các đồng tiền khác. Đây, anh chị đọc toàn vẹn. Và nó có cái trọng số của cái rổ tiền tệ gồm có euro, yên Nhật, bảng Anh, đô la Canada, đồng Corona của Thụy Điển và đồng franc của Thụy Sĩ. Tỷ lệ đây, tỷ trọng đây, 5,7, 13, 11, 9, 4,2, 3,6. Và hiện nay thì nó có thay đổi gì không? Thì chúng ta sẽ đọc thêm cái phần cập nhật trên Wikimedia ở đây. Tuy vậy thì chúng ta phải nhìn nhận vấn đề nó như thế này này. Cái thứ nhất là đồng euro. Đồng euro hiện nay nó chiếm tỷ trọng trên trong cái rổ quy đổi á, là đô la index sang cái chỉ số đô la index là quy đổi, là cái tỷ trọng trong cái rổ tiền tệ đó thì cái đồng euro nó chiếm tới 57,6%. Trong khi đó thì đồng euro hiện nay thì cái khối Liên minh châu Âu á là đang có cái sự tan vỡ. Nó đang có cái sự gọi là thay đổi về cái mặt gọi là kết cấu của Liên minh châu Âu. Và khi cái kết cấu của Liên minh châu Âu bị thay đổi như vậy thì dẫn đến câu chuyện cái sức mạnh của đồng euro nó không được như trước, và nó dẫn đến câu chuyện đó là đồng euro cũng bị yếu đi. Và đôi khi đồng euro còn yếu nhanh hơn cả là đồng đô la. Thế nên là cái việc quy đổi nó sẽ có tính tương đối, thứ nhất. Cái việc quy đổi thứ hai
đó là các đồng tiền khác trong cái thời buổi hiện nay là nhà nhà bơm tiền, người người bơm tiền, thì đồng đô la giảm giá một thì các đồng khác nó giảm giá thậm chí là 2 lần, 3 lần, thậm chí là nhiều hơn rất là nhiều. Dẫn đến câu chuyện là cái việc quy đổi giữa cái đồng đô la với cái rổ tiền tệ như thế này thì nó có tính tương đối. Và cái đô la index từ đó mà nó dẫn đến cái câu chuyện đó chính là nó không đóng được đúng cái vai trò như trước đây nữa. Và nó ví dụ như đô la index giảm giá, nhưng thực ra cái việc quy đổi này nó chỉ là quy đổi giữa đồng đô và cái rổ tiền tệ. Mà cái rổ tiền tệ đó thì các đồng nằm trong rổ tiền tệ nó giảm giá còn nhanh hơn đô, thì hai cái cùng tỷ lệ thuận thì cái tỷ lệ nó gọi là cái hằng số của cái tỷ lệ đó là đô la index là nó không còn hợp lý nữa. Và điều đó nó thể hiện lên một cái điều là bắt đầu kể từ cuối năm 2015 đến nay, đây, từ cuối năm 2015 đến nay, cái đô la index á, nó biến đổi lộn xì nghẹo hết lên, nhưng nó không thể hiện cái vai trò thực sự của nó để nhìn nhận cái giá vàng. Mà cái giá vàng thì nó lại như thế này. Đấy, giá vàng mà để theo năm, à để theo măn á, thì nó chỉ có một cửa tăng. Gần như là nhìn thế này là anh chị các bạn nhìn thấy nó chỉ có một cửa tăng, chứ nó không có cửa giảm. Đấy, nó có cửa giảm, rất ít cửa giảm, và nó gần như là một cái chiều thẳng lên. Còn trong khi đó thì đô la index thì lằng nhằng như này. Đấy, anh chị các bạn nhìn thấy từ năm 2015 đến nay là nó nằm trong cái hình màu vàng mà Thắng đưa ra. Do đó thì cái điều mà anh chị và các bạn hiểu biết ở đây á, là gì? Chúng ta phải hiểu biết được 3 vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất chúng ta cần phải hiểu biết ở đây mà Thắng muốn nhắn gửi tới anh chị và các bạn, Đó chính là cái USD Index và vàng thì nó có một cái sự tương đối đúng. Vàng nó tương đối đúng, đô la index và vàng, đô la index và vàng nó tỷ lệ nghịch hay có thể nói là vàng đứng yên còn đô thay đổi, thì đô thay đổi hướng nào thì vàng nó thay đổi hướng ngược lại, đô đi xuôi ta lấy nặng u xuôi thì vàng đi ngược vàng ngược lại. Đấy, đó là lưu ý thứ nhất. Thì đó là nguyên lý này thì nó là đúng cho hàng vài chục năm nay chứ không phải là bây giờ nó mới đúng. Nhưng hiện nay cái lưu ý thứ hai là cái lưu ý này, hiện nay là cả thế giới cùng bơm tiền như tháo cống. Đấy, cả thế giới cùng bơm tiền như tháo cống thì sẽ dẫn đến câu chuyện là đô mất giá một thì các đồng khác còn mất giá nhiều hơn. Đấy, mất giá nhiều hơn thì dẫn đến là USD index nó không còn đúng. Đấy, đó là cái lưu ý thứ hai. Đây là cái lưu ý thứ hai. Anh chị và các bạn lưu ý 3 cái lưu ý. Lưu ý thứ nhất là cái điều này là không sai, trong lịch sử nó đã chứng minh, nhưng mà bây giờ thì nó không còn đúng, và chúng ta đang nhìn thấy câu chuyện nó không còn đúng như vậy thì chúng ta cần phải lưu ý. Cái lưu ý thứ ba mà anh chị và các bạn cần phải lưu ý nữa, đó là đây là cái lưu ý thứ ba là hiện nay đang là cuộc chiến tranh tiền tệ, bởi vì nhà nhà bơm tiền, người người bơm tiền, người người bơm tiền, lấy lý do là COVID, là hỗ trợ COVID-19, phải dùng đúng từ là hỗ trợ COVID-19 và thúc đẩy kinh tế chống lại giảm phát. Đấy, câu chuyện nó là như vậy. Vì cái câu chuyện nó là như vậy nên chúng ta cần phải lưu tâm.
Và từ đó thì anh chị và các bạn biết điều gì rồi xảy ra rồi đúng không ạ? Hôm nay thì thắng tiện thể bật mí luôn anh chị và các bạn là vì nó là như vậy nên trong giai đoạn đầu của chiến tranh tiền tệ thì nó gọi là có hai cái kênh, mà một trong hai kênh đó là tăng như phá mã rồi. Bong bóng chứng khoán thì mới đúng, chứ nhiều người vào bong bóng giá vàng. Đầu năm đến giờ, hay nếu muốn nói rằng là nhiều người đang dùng một cái thuật ngữ tức là gọi là bong bóng vàng gì đấy, bong bóng quả bong bóng vàng đang rất là căng. Đấy, tăng 90% trong khoảng tầm 2 năm trở lại đây, mà nếu tính từ năm 2018 đến nay thì chúng ta có một năm rưỡi là tăng khoảng tầm 60%+ vàng thì gọi là bong bóng. Nhưng thực tế thì nó không phải là vàng và bong bóng, mà cái thằng này mới là bong bóng này anh chị bạn này. Cái thằng Nasdaq với thằng S&P 500, hay nó không muốn nói là chứng khoán, mới là bong bóng. Thì tại sao chứng khoán nó lại bong bóng anh chị bạn? Anh chị bạn phải đặt câu hỏi là tại sao chứng khoán nó bong bóng? Thì ba cái điều mà Thắng vừa đưa ra, và đặc biệt là điều thứ ba này này, nó sẽ làm cho hai cái kênh, nó sẽ làm cho hai kênh. Cái kênh thứ nhất, đây Thắng sẽ ghi vào góc này cho anh chị và các bạn lưu ý. Lưu ý này là cái nốt lại cho anh chị và các bạn, đó là làm cho những cái kênh, đây Thắng sẽ ghi này, làm cho những kênh đầu tư mang tính chất số hóa, tức là cái kênh gì mà cứ đem bỏ vào số hóa ra, thậm chí là cái kênh lừa đảo nó cũng có cái tính chất như vậy nữa luôn, số hóa sẽ tăng giá. Rồi cái thứ hai nữa là, cái lưu ý thứ hai nữa là chứng khoán thì cũng là một loại số hóa, chứng khoán cũng tăng giá, bởi vì khi anh chị và các bạn đóng tiền vào thì nó thành con số, và con số thì rất dễ mua bán và nó tăng bất chấp doanh nghiệp xấu hay tốt. Rồi cái điều thứ ba nữa anh chị và các bạn lưu tâm á, đó là các loại tiền số này, các cái loại dự án ma đấy, rồi các cái loại như là các cái trò lừa trả lãi suất cao sẽ lên ngôi. Và cái thứ tư nữa là các loại bong bóng gọi tài sản kiểu như là lan này, kiểu như là hoa tulip đấy ngày xưa đấy, kiểu như là gỗ xưa này đấy, kiểu như là XXY gì đó, Thắng không biết, xã hội nó sẽ mọc ra rất nhiều sản phẩm mà Thắng cũng không lường được. Thì đó là những thứ mà khi mà đồng tiền, cuộc chiến tiền, dư tiền nó thành ra dứa đó. Dư tiền là nó thành ra vậy đó các anh chị và bạn. Dư tiền là nó ra vậy đó. Đấy nên anh chị và bạn thấy là gần đây đó là những cái thứ mà Thắng nói đây này, nó tăng giá. Và nó không chỉ tăng giá ở mình Việt Nam đâu nha, tăng giá trên toàn thế giới luôn ha. Và rất nhiều người giàu lên, kể ra giàu lên là rất là bất thường. Thì đấy anh chị và các bạn có thể ghi lại, nốt lại những cái này vào giấy để chúng ta có thể gọi là đọc thêm vào cái cuốn sổ nốt của anh chị và các bạn. Cộng với câu chuyện nữa là anh chị và các bạn hoàn toàn có thể để lại những cái cảm nhận khác của anh chị và các bạn, hoặc là anh chị và các bạn hoàn toàn có thể nốt lại bằng việc không cần nốt vào sổ mà nốt lại để cho mình nhớ bằng việc bình luận lại những cái nốt này vào ở phía dưới cái video này, thì chúng ta cũng sẽ làm một lần chúng ta gõ lại thì chúng ta nhớ hơn những cái thứ này, và từ đó chúng ta hoàn toàn có thể ngồi suy nghĩ thêm những cái gì nó có thể diễn ra tiếp theo để chúng ta cùng nhau trao đổi, chia sẻ và cùng nhau tìm ra cái bản chất của sự thật. Thì hy vọng là 20 phút trao đổi chia sẻ với anh chị và các bạn về cái chủ đề này thì đem lại cái hữu ích cho anh chị và các bạn. Và cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi những cái chia sẻ của Thắng. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Nếu được thì hãy đăng ký kênh và đừng quên là ấn like cho video này. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều.